Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món ăn rất ngon và lạ miệng. Đó là món cần nước xào thịt bò với cả ớt chuông các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã nấu và chế biến xong. Món ăn rất ngon, hấp dẫn mà lại nguyên liệu rất là dễ kiếm. Sau đây thì mình xin trình bày cách làm để các bạn hãy xem và thưởng thức món cần nước xào thịt bò này nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị cho cái món này đó là thịt bò. Ở đây thì mình sử dụng 1,5 nạng thịt bò và 1 nắm cần. Thì ở đây thì thịt bò của mình đã thái sẵn rồi. Và mình tiếp đến là gia vị, đó là bột canh nhé. Đây là ớt chuông. Ớt chuông và còn đây là cái cần. Cần thì các bạn đã nhặt sạch sẽ rồi và khi mà rửa các bạn có thể vò vò như vậy thì nó sẽ hết cái rễ nhỏ của nó ấy. Và đây là tỏi. Thì các bạn xào cái món này thì các bạn cho càng nhiều tỏi càng ngon. Cho nên là các bạn cứ cho 1 củ tỏi to cũng được. Và sau đó là mình đập dập tỏi. Thì ở đây thì mình cho vào cái túi ni lông để mình đập. Các bạn đập dập nhỏ ra một chút, sau đó là các bạn để sử dụng, mình cho vào cái túi ni lông như này để mình đập để làm sao mà nó không bị bắn tỏi. Đấy, tiện cho mình. Đấy, các bạn có thể là trộn một chút, còn đâu là bớt lại một chút để mình phi cho nó thơm trước khi xào ấy. Thì các bạn trộn ướp cái này thì các bạn ướp với cả gia vị và một chút dầu ăn. Mục đích của mình ướp dầu ăn vào thịt bò này để cho nó mềm đấy ạ. Ở đây thì mình có mỡ thì mình ướp mỡ cũng được, tức là mình cho chút xíu thôi để cho cái nó ngấm vào cái thịt bò của mình thì khi mình xào nó sẽ rất là mềm. Mình ướp thịt bò mình để khoảng từ 5 đến 7 phút. Sau đó là mình chuẩn bị những cái gia vị kia là mình đi nấu là vừa. Thì quả ớt thì mình thái mỏng và bé thôi. Và đến tiếp theo thì mình đi thái cần đúng không ạ? Chỉ còn có cần nữa là xong thôi. Thì cần thì mình, tất nhiên là cái cần này thì các bạn nhặt cũng nó cũng hơi lâu một chút. Thế nhưng mà ăn rất là ngon. Và các bạn nên nhớ là nếu mà các bạn làm món cần xào ấy thì các bạn chọn cái cần như của mình đây là nó đanh và nó tía tía một chút nhé. Chứ các bạn cũng đừng chọn cái cần nó trắng và non quá thì xào nó rất là ngọt và ăn rất là dai, không được giòn ạ. Các bạn có thể là cắt khúc cái cần này ra khoảng từ 3 đến 4 cm, bởi vì là cái cần này này xào rất là nhanh chín nên là các bạn phải xào nhanh. Và bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ các bạn đi nấu nhé. Ở đây thì mình nấu thì mình cho cái chảo lên cho nóng, sau đó là các bạn cho dầu hoặc mỡ, đấy là theo ý của nhà mình. Và cái tỏi chỗ còn lại vừa nãy mình cho lốt vào đây để mình cho nó thơm. Thì khi mà các bạn nấu ăn ấy, các bạn cứ cho một chút tỏi, các bạn phi nó thơm lên thì tất nhiên là cả xóm biết là mình ăn tỏi đúng không ạ? Đấy, đây các bạn cho nó thơm lên một chút, sau đó các bạn cho thịt bò và các bạn xào luôn. Thì khi mà xào thịt bò này các bạn cứ cho to nửa và các bạn đảo nhanh tay nhé. Thì cái thịt bò này vừa xong mình đã ướp đầy đủ rồi. Thì nhiều khi các bạn có thể ướp bằng bột nêm mà các bạn có thể ướp thêm một chút dầu hào nữa cũng rất là tuyệt.
Nhưng ở đây thì mình nói chung là mình nấu thì cũng đơn giản thôi để các bạn biết và các bạn có thể là học và các bạn làm được những cái món ăn rất là đơn giản và thông thường đúng không ạ? Các bạn đảo nhanh tay và sau đó các bạn đảo đến khi thịt bò chín khoảng 8 đến 9%, tức là thịt bò tái rồi đấy ạ. Các bạn đã thấy cái màu của thịt bò nó đổi sang màu khác rồi. Thì lúc đấy các bạn có thể là đảo thêm một chút xíu nữa thôi. Và mình cho nó ra một cái bát. Đấy, mặc dù có thể chưa chín mấy đúng không ạ? Đấy, vẫn còn đỏ như này, không sao các bạn ạ. Các bạn xào như vậy, sau đó các bạn vớt ra một cái bát. Và các bạn vẫn dùng cái chảo đó, các bạn xào cần. Mình cho thêm một chút mỡ nữa vào. Nhà mình rất hay dùng cái món mỡ lợn. Vì nhà mình có các bạn nhỏ nên là dùng cái mỡ lợn này. Các bạn ạ, cứ tưởng là mỡ lợn là không tốt đấy. Mỡ lợn rất là tốt cho cái niêm mạc não của mình đấy ạ. Cho nên là các bạn cũng đừng lên quá kiêng khem mà các bạn không ăn mỡ lợn nhé. Và cho tỏi thơm lên một chút thì các bạn cho cần và các bạn cho ớt các bạn xào này. Sau đó các bạn cũng cho cần luôn, bởi vì là thực ra là cái ớt rất là nhanh chín và cái cần cũng rất là nhanh chín. Cho nên là mình chỉ cần cho cái ớt vào trước một chút, sau đó mình cho cần vào luôn. Các bạn nên nhớ là các bạn chọn cần nhé. Các bạn phải chọn cần tía và cứng và hơi đanh một chút thì các bạn xào ăn với giòn và ngon nhé. Các bạn đừng xào cái cần mướt quá dài mà trắng thì nó ăn nó rất là dai và nhanh và nó ngọt ra rất là nhiều nước. Thực ra thì cái món cần này các bạn xào với thịt trâu thì là nó chuẩn vị hơn, nhưng mà không sao, thịt trâu thịt bò thì cũng không có gì là khác nhau lắm đúng không ạ? Để mà nói về các bạn cho gia vị nhé, thì cái cần này nó rất là ngọt và nó có ống rất là rỗng ấy, cho nên là các bạn chỉ cần cho một chút xíu gia vị, tức là với của mình đây, cái mớ cần này của mình được 400 gram thì mình nhặt đi rồi, còn rất là ít thôi, nhìn thì nó nhiều như này nhưng khi xào nó rất là ngọt, cho nên là các bạn chỉ cần cho một thìa sữa chua nhỏ gia vị thôi, bởi vì là cái thịt bò mình đã ướp vừa rồi. Và sau đó các bạn cứ cho to nửa và các bạn đảo nhé, đảo rất là nhanh ngót thôi, chỉ ngót tái là mình ăn được thôi. Các bạn cũng đừng nên xào kỹ quá thì ăn nó sẽ dai. Thì các bạn trộn đều và các bạn thấy cái cần nó mềm ra rồi là các bạn cho luôn cái thịt bò và các bạn đảo luôn nhé. Các bạn phải xào như như vậy thì nó sẽ không bị dai đấy, các bạn cho luôn vào như vậy, các bạn xào như vậy thì nó sẽ không bị dai cái thịt và cả cần nữa. Chứ nếu mà các bạn là xào chín thịt bò sau đó các bạn mới cho cần các bạn đảo ấy thì là vừa là cái cần không ngon và cái thịt bò cũng rất là dai. Thế là các bạn chỉ cần đảo đều lên, đang chảo nóng thì thịt bò sẽ chín luôn theo cùng thôi. Và mình cho thêm một chút gia vị vào và mình đảo lên. Nếu bạn nào có nhu cầu ăn dầu hào thì các bạn cho vào dầu hào vào nhá. Thì các bạn giảm bớt lượng gia vị đi. Đấy, thế là sản phẩm của mình đã xong rồi thế này. Mình cho ra đĩa thôi. Rất thơm và ngon đấy ạ. Ăn cần rất là giòn, bò cũng vậy. Đấy, thế là sản phẩm của mình đến đây đã xong rồi đây. Các bạn nhìn thấy rất hấp dẫn đúng không ạ? Xanh, đỏ và màu của thịt bò rất giòn và ngon, thơm. Các bạn ạ, ở đây thì mình sử dụng cái thịt bò nó cũng chưa được ngon lắm. Các bạn có thể sử dụng thịt thăn hoặc thịt mông các bạn xào rất là ngon. Ở đây thì mình dùng cái diềm cho nên là nó vẫn có lẫn một chút xíu mỡ. Nhưng không sao, mình ăn được thì vẫn rất là ngon đúng không ạ? Đấy, thế là video cần, đây là cần nước chứ không phải cần tây các bạn nhé. Xào thịt bò của mình và ớt chuông đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn làm và ngon miệng nhé. Để cả nhà được thưởng thức món mới và lạ miệng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn theo dõi video của mình mà thấy hay thì cho mình một like. Đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các bạn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Để được những món ăn thật khoái khẩu cho gia đình nhà mình nhá. Các bạn hãy đăng ký kênh Thuận Ngô để được theo dõi những video mới và gần nhất nhá.
để có những món ăn ngon cho mỗi bữa hàng ngày.